Xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn món sinh tố thanh long. Thì ở đây mình sử dụng thanh long ruột trắng nha các bạn. Thì để dài bữa thì hôm sau thì mình sẽ làm sinh tố thanh long ruột đỏ nha. Thì mình ở đây mình sử dụng hai trái thanh long ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chọn thanh long sao mà cho nó ngon và ngọt nha. Ví dụ đây là trái thanh long mình mua nè. Các bạn xem nè, cái da nó căng bóng luôn ha. Thì cái khoảng cách từ cái gai hay là cái này kia bằng cái gì ta, cái gâu đi, khoảng cách từ cái gâu này tới cái gâu kia thì nó rất là xa luôn, nó không có gần nha. Thì cái da của thanh long thì nó chín thì nó sẽ căng bóng lên như vậy nha các bạn, không sần sùi ha. Đó, các bạn xem trái thanh long của mình là căng bóng luôn nha. Như vậy á thì cái trái thanh long của mình á thì nó rất là ngọt luôn, bên trong rất là ngọt luôn. Thì ví dụ như mà khoảng cách từ bên đây đến đây, khoảng cách từ hai cái gâu này á, nó gần với nhau giống như ở cái đầu này nè đó. Giống như ở cái đầu vậy á thì trái thanh long mình nó sẽ không ngọt đâu ha. Khoảng cách nó nhỏ như giống như ở cái đầu nè. Cái đầu thì nó bình thường nha, cái đầu thì nó khoảng cách nó nhỏ thì bình thường, nhưng mà giữa trái thanh long á, như cái lưng đó nè, căng bóng như vậy thì rất là ngọt. Thì nếu mà các bạn muốn ăn thanh long ngọt á thì các bạn lúc mình mua về thì nó tươi như vậy nè, mình để khoảng 2-3 ngày sau cái da nó héo héo lại thì ăn càng ngọt hơn ha. Thì mình làm món sinh tố thanh long á thì mình còn có một bịch sữa tươi. Thì sữa tươi mình sẽ không sử dụng hết đâu ha, thì sữa tươi không đường hay có đường thì cũng được nha. Đó, sau đó và một ít sữa đặc, đây sữa đặc các bạn xem nè. Đó rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi cắt thanh long ha. Đây là trái thanh long của mình nè, bây giờ mình sẽ cắt ra làm hai, cắt đôi ra nha các bạn. Đó, mình cắt ra giữa cuốn nữa ha, mình cắt ra dài dọc xuống trái thanh long nha. Đó, nếu mà các bạn muốn cắt tròn thì vẫn được nha. Chỗ thấy thanh long mình rất là ngon luôn các bạn, tươi rói luôn á. Đây thì các bạn xem nè, những cái hộp này cách xa xa nhau ha, như vậy ha thì rất là ngọt luôn nha. Bây giờ mình sẽ chẻ ra làm hai phần còn lại ha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt từng miếng nhỏ ra, mình sẽ đựng vào cái chén ha. Đó, mình cắt từng miếng nhỏ ra như vậy để chút xíu mình xay sinh tố. Thì ở đây mình sử dụng nửa trái thanh long thôi nha các bạn, xay ra thì đủ mình uống rồi, nếu mà xay hết nguyên trái thì mình uống sẽ không hết ha. Đó, mình được một chén như này nè các bạn, nửa trái thì được một chén như vậy á. Bây giờ mình sẽ cho hết vào cái cối xay sinh tố của mình luôn nè. Đó, sau đó mình sẽ cho sữa đặc vào, sau xíu muối, nó cho một muỗng canh đường, rồi cuối cùng là sữa tươi. Rồi sữa tươi thì mình cho khoảng 1/3 gói sữa tươi của mình thôi nha, không cho hết nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho đá vào nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi xay thôi. Rồi mình bắt lên cối mình xay ha. Mình xay cho nó nhuyễn hết luôn nha các bạn. Rồi xong, các bạn xem nè, rất là dễ luôn ha, xay rất là lẹ luôn á. Đó, bây giờ mình nói cho các bạn xem nè. Bây giờ mình nêm thử ha, hợp khẩu vị mình chưa nha. Nếu mà chưa ngọt thì các bạn có thể cho thêm đường. Rồi như vậy là xong, bây giờ mình sẽ cho ra ly và chờ thưởng thức thôi. Các bạn thấy có dễ không nè? Thì nửa trái thanh tố thì mình sẽ chế ra coi được bao nhiêu nha các bạn. Đó, gần đầy ly luôn á. Ôi, quá nhiều luôn các bạn ơi, đầy ly luôn mà vẫn còn trong cối xay luôn á. Đó, mình được một ly như vậy ha. Bây giờ mình sẽ để qua một bên. Bây giờ mình sẽ lấy một trái thanh long, mình sẽ cắt tròn ra như vậy. Đó, xong đó mình sẽ cắt một miếng khoảng 1 cm ha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt vỏ ra. Đó, mình sẽ cắt vỏ ra như vậy, mình để đố các bạn mình làm gì nè. Các bạn hãy theo dõi nè, sẽ biết mình đang làm cái gì nha. Đó, bây giờ mình sẽ tỉa một cái hình trái tim. Ra nửa cái trái tim mình đó. Rồi mình cắt một bên còn lại luôn. Đó. Ủa, nó có ra hình trái tim đó các bạn, mà nó hơi xéo để mình chỉnh sửa lại xíu ha. Ngon lành, ok chưa nè. Rồi vậy là được rồi nha, tạm được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái que ghim, mình sẽ xuyên qua nè. Đó. Trời, nhìn cũng được lắm chứ bộ ạ. À. Và đây là ly sinh tố của mình nè.
Bây giờ mình sẽ cho cái que ghi mình trái tim vô nè. Trời, nhìn cũng ngon à. Làm đại mà cũng được ấy chứ. Rồi đây mình đã hoàn thành xong ly sinh tố thanh long. Ngon lắm nha các bạn. Nó lạ 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 nha. Mà đặc biệt cái là cái hộp nó xay cũng nhuyễn ra hết luôn nha các bạn. Khỏi cần lựa hộp luôn. Nếu các bạn nào không thích ăn hộp. Đùa xíu thôi. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu mà các bạn nào thích thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bấm vào các chuông bên dưới nha các bạn để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Thôi, chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.